Mến chào cô chú, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Việt Nam Food. Trong video ngày hôm nay, em Đức Anh, cháu Đức Anh sẽ giới thiệu đến toàn thể quý cô, bác, quý anh chị và các bạn cách làm sạch dạ dày, khấu đuôi, cũng như là cách làm dồi mỡ, dồi tiết của một đầu bếp có tiếng tại Hà Nội các bạn nhé. Rất mong quý vị và các bạn có thể học hỏi được thêm kinh nghiệm là món Loloteca. Cái đấy là dạ dày nhỉ? Đúng rồi, cái này là dạ dày. Này mình đã đặt ở dưới kia, họ đã sơ chế nó khá là sạch rồi. Để mình chỉ cắt gọi là những cái nó diêm rúa ở ngoài là xong. Cái dạ dày này mình có làm thế nào để mình biết là lựa chọn một cái dạ dày ngon không ạ? Đây, giống như cái này đi, chúng ta sẽ cầm cảm giác nó phải dày. Những cái vân này nó phải sáng màu. Đấy, hai là nó phải to. Như cái này nó rơi tầm khoảng độ 8-9 nạng một cái. Nhưng mà chúng ta lấy bé quá thì nó sẽ bị mỏng. Đấy. Quan trọng nhất là cầm cái này nó phải chắc, dày. Nhưng mà cũng không thể lấy to quá được, to quá thì nó cứ đợi con to thì ăn nó sẽ không được ngon. Cái này mà để làm sạch ở phía trong với lại để cho nó đảm bảo thì là mình có ngâm với lại nước gì không? Cái này mình sẽ dùng muối, chanh, mắm và rau gia vị để mình bóp nó. Tí nữa mình sẽ đến cái đoạn đấy, bây giờ mình sẽ bóc ở đây. Ok. Cái nào nó dày, nó sẽ màu này. Sáng, mịn. Đấy là những cái dạ dày ngon đấy, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mình tiến hành mình bóp rửa làm sạch đấy, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho muối, mắm, rau thơm thì có ngổ, chó. Tức là mình làm sạch cái dạ dày với lại cái lòng già này bằng muối, mắm, rau thơm, chanh. Vâng. Đúng là làm đầu bếp kinh nghiệm lâu năm thì mới có những cái phương pháp làm sạch như này đấy. Chúng ta sẽ trộn đều lên xong bắt đầu là chúng ta sẽ bóp. Thứ nhất là cái này nó sẽ không phải là hóa chất. Nó sẽ làm được giữ nguyên cái vị của cái dạ dày với cái khấu đuôi này. Thì chúng ta sẽ bóp. Và lấy cái vỏ của cái chanh, cây húng chó này để cái khử cái mùi hôi. Và chúng ta sẽ bóp cái này 2 lần. Sau khi chúng ta bóp xong thì là cái dạ dày nó sẽ trắng hết nhớt. Một lâu xong thì tí là chúng ta sẽ trần một tí để chúng ta bóc nó cái đầu này của nó. Khấu đuôi thì chúng ta sẽ bóp kỹ hơn. Cái mùi thơm của cái chanh với lại cái lá rau thơm này nó cũng nó khử rất là tốt nhỉ. Đúng rồi, thơm phức luôn. Mình thấy là những cái mùi ở đấy là coi như là bị cái chanh với lại cái lá rau thơm kia nó áp mùi rồi. Chúng ta bóp xong là nó cho vào nước lại, nó hết sạch luôn. Vâng. Hết nhớt, hết hồi luôn. Vâng. Đó. Đấy. Chúng ta xong rồi, thả về. Đấy, nhìn nó trắng sáng ra luôn. Đấy, như cái dạ dày. Nhà tí là chúng ta trần qua nữa là nó sạch thôi. Đó. Thế là chúng ta đã xử lý xong cái dạ dày. Dạ dày của chúng ta lúc đấy thì nó bóp rồi, bây giờ chúng ta nhúng vào đây là nó chỉ trắng cái này thôi. Dạ. Dạ dày nó trắng sáng ra luôn, không có mùi hôi.
Mình trần cái dạ dày mới cuống họng khấu đuôi này thì mình trần trong khoảng bao nhiêu phút anh? Cái này mình cứ thấy nó trắng lên là được, ví dụ như là như này. Đấy, cái này nó trắng lên. À. Để chúng ta bóc cái này ra. Vâng. Hay là cái cuống họng thì nó có cái ống thực quản. Đấy. À. Chúng ta cứ trần nhìn thấy nó trắng ra là chúng ta bóc nó được. Ừ. Không có phút nào cụ thể cả. Có thể là 2-3 phút, có thể là 5-6 phút. Vì như ít như này thì chỉ độ 2-3 phút thôi là được rồi. Khi mình trần xong thì mình có cho ra nước lạnh luôn không? Hay là mình chỉ để cho ra vớt để làm khô thôi? Cái này mình sẽ phải cho ra nước lạnh để mình rửa đi. Để cho những cái tiết như đây là anh trần để rửa thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ chưa phải luộc. Đây chúng ta phải... Là những cái này còn những cái tiết ở đây là chúng ta sẽ bóc hết rồi đi. Rồi. Cho nó sạch luôn. Dạ dày thì chúng ta sẽ cạo đi, cạo trắng này, cạo những cái nhớt ở đây này. Ừ. Bắt đầu chúng ta mới đem đi luộc. Ta đem đi rửa. Bây giờ là mình sẽ vớt ra để mang rửa đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Đấy, sau khi là tất cả nhìn những cái kia nó trắng hết rồi thì chúng ta sẽ vớt ra. Đấy, những cái tiết nào mà nó đen thì nó hiện hết ra đây rồi. Bây giờ chúng ta xuống, chúng ta bóc đi. Thì chúng ta luộc lên thì nó rất là trắng. Đó. À, chúng ta có một cái chậu nước trắng nữa, chúng ta để sẵn ở đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bóc cái ống thực quản này đi. Đó. Nó rất là trắng, bóc cái ra nó ra luôn. Luôn ra hết luôn nhỉ? Nhưng mà thực ra là cái này là nếu mà trần kỹ quá là cũng không bóc được đúng không? Đúng rồi, cái này trần non quá cũng không bóc được mà, kỹ quá cũng không bóc được. Đó. Nó đến thì nó sẽ tự trong ra như này. Nhưng nếu mà nó quá thì nó sẽ sát vào luôn. Như đây là cái này là trong cái ống thực quản nó rất là hôi. Chúng ta phải bóp sạch lên đi. Cái này mà luộc tới tầm nó ăn giòn lắm. Chúng ta sẽ còn những cái như mà nó bị tiết đen này. Sau khi trần nó phải trắng như này. Đấy. Trắng này luôn. Còn nếu mà còn những cái tiết đen này thì chúng ta phải bóp hết đi. Còn khi mà chúng ta luộc thì nó sẽ là thâm. Giờ đến cái da dày thì bây giờ chúng ta sờ đấy. Sau khi chúng ta bóp chúng ta trần nó trắng sáng nó luôn, không nhớt. Còn cái này thì nó rất là dễ bóc. Bóc được luôn. Có thể dùng móng tay có thể cạo được. Không, cái này thì chúng ta phải dùng dao. Mà khi mà trần đến độ của nó ấy, chúng ta bóc là nó ra. Không cần phải dùng dao nữa. Chúng ta miết tay là nó ra rồi. Đấy. Đấy, sạch luôn. Giờ sờ hết nhớt luôn, trắng luôn. Đã. Dạ dày thì nó có cái đoạn này, đoạn cuối này. Hai nữa là cái đoạn đầu này. Nó rất là nhớt. Sau khi mà chúng ta xử lý qua nhiều lần như vậy thì nó sẽ đỡ đi. Đấy. Sạch luôn. Đấy. Những cái này nó còn lại thì nó rất là hôi. Nhưng mà khi mà chúng ta luộc thì là nó rất là hôi luôn. Đấy, chúng ta rửa sạch nó luôn. Bóp cái này nó ra luôn. Bây cái nồi này chúng ta luộc lòng non xong rồi. Chúng ta sẽ cho thịt giải. Cho cuống họng, dạ dày, khấu đuôi vào đây. Chúng ta sẽ luộc chung nhau. Cái nồi nước này thì tí nữa chúng ta sẽ tận dụng lại để chúng ta làm nồi nước dùng. Vâng. Để cho nó thứ nhất là nó ngọt. Thứ hai nữa nó sẽ thơm từ những cái nguyên liệu mà chúng ta luộc ra. Vâng. Sau khi mà cho thịt giải xong thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái cuống họng mà lúc đấy chúng ta đã rửa sạch rồi. Đấy, chúng ta cho vào đây. Đảm bảo sạch sẽ luôn. Xong tiếp thì là chúng ta sẽ cho cái dạ dày vào đây chúng ta luộc cùng nhau luôn. Cái này thì mình phải luộc lâu hơn đúng không? Cái thịt giải thì luộc ngắn hơn. Cái cuống họng thì lại luộc dài hơn thịt giải. Vâng. Đấy, xong tí nữa chúng ta lại luộc dạ dày lại lâu hơn cuống họng. Đó. Thì nó cứ từng bước chúng ta vớt bớt đồ ra là chúng ta xử lý được. Đây, anh ấy đang cho nước lạnh vào cái dạ dày trước khi cho vào cái nồi luộc đây các bạn này. Tại vì tôi thì cái đúc kết kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi cho dạ dày nước vào trong này là thứ nhất là ở bên ngoài nó nóng, nhưng ở bên trong nước nó vẫn lạnh. Sau đó cho nó sẽ chín đều cái dạ dày. Nó không bị đột ngột. Sau khi ăn cái dạ dày nó sẽ thơm, ngọt hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ kê thời gian của những cái này. Bao nhiêu lâu là được? Ví dụ như thịt giải thì chúng ta chỉ luộc tầm khoảng 7-10 phút. Cuống họng thì chúng ta luộc 10-12 phút. Còn cái dạ dày to như này thì chúng ta sẽ luộc khoảng 20 phút.
Bây giờ cuống họng của chúng ta cũng chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vớt. Đó. Chúng ta vớt ở đây xong rồi chúng ta sẽ rửa nó đi. Đó. Chúng ta sơ chế nó trắng như nào thì khi mà chúng ta luộc lên thì nó anh làm sáng như này là theo đúng công thức là hai nóng hai lạnh nhé. Đó. Bây giờ chúng ta xong cái này thì là cái này của chúng ta cái cuống họng ấy, nó chín rồi, nó trắng như này. Chúng ta lại ngâm nước đây cho nó nguội. Bây giờ chúng ta ra gió thì nó sẽ thâm. Thế còn trong này thì chúng ta sẽ chờ thêm một chút nữa. Thì chúng ta sẽ vớt dạ dày khấu đuôi. Đó. Bây giờ thì khấu đuôi với dạ dày của chúng ta bắt đầu chín rồi. Chúng ta sẽ vớt ra. Cái này là mình chỉ sử dụng nước lạnh chứ mình không sử dụng nước đá đúng không anh? Không, cái này mình không cần nước đá, mình chỉ cần dùng nước lạnh sạch là được. Đấy, xong mình sẽ rửa đi để cho trong quá trình nó luộc ấy, nó có những cái gì nó bám nhớt thì nó sẽ sạch đi. Vâng. Dạ dày cũng vậy. Sau khi chúng ta bóp sạch mà chúng ta luộc ấy, thì cái dạ dày nó sẽ trắng như này. Vâng. Chúng ta sẽ bóp nước nóng vào trong này. Cái này mình ngâm trong vòng bao lâu anh? Cái này mình sẽ ngâm cho nó nguội đi. Vâng. Có thể là 5-10 phút, có thể là 20 phút. Vâng. Mình cần ngâm thì nó nguội hẳn đi thì nó sẽ trắng cái những cái mà mình luộc này. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ để gọn nó một chỗ. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa và vớt cái dạ dày này cho ráo để bán hàng. Bây giờ là sau khi ngâm một thời gian rồi, bây giờ là chúng ta sẽ rửa ráo để mình bán hàng này đúng không? Khấu đuôi này thì chúng ta đã hết nhớt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nột nó ra để chúng ta nhặt cái bẩn ở bên trong. Đấy. Nhưng mà anh lột ngược lại này tận cắt bớt những mỡ thừa đi đúng không? Đúng rồi. Đây như cái này là rất nhiều tật luôn. Chúng ta sẽ không có để nó. Đấy. Cái mỡ này kiểu làm mà không để ý cái là mỗi tập này là ăn rất là hoài, nó hôi, hôi. Hôi. Khấu đuôi này thì thường thường nó rất là nhiều mỡ. Đấy, chúng ta phải xử lý sạch cho đi như này. Đấy. Bản thân cái lòng này nó cũng đã béo rồi. Mà như này, cái này xong tí là chúng ta nhồi lá bông mật và chúng ta chiên thì cái mỡ này nó ra thì nó rất là thơm. Cái khấu đuôi này là xong, bây giờ là mình sẽ bóp lại lần nữa anh. Đúng rồi, mình sẽ bóp lại với mắm muối một lần nữa. Vâng. À, lòng già. Chúng ta đặt thì người ta đã sơ chế cũng khá là trắng rồi nhưng mà về chúng ta vẫn phải bóp lại để cho nó hết hôi, sạch. Cái khâu làm sạch sơ chế này là rất quan trọng đấy. Đúng rồi. Để miếng ăn có ngon hay không là phụ thuộc vào việc sơ chế, làm sạch. À, cái lòng già này là bây giờ mình bóp là mình cũng dùng nước mắm với muối với lại chanh anh. Đấy, sau khi chúng ta bóp thì chúng ta sẽ dùng bóp cho con người để ý. Tức là xem nó có nhiều mỡ hay là có nhiều tật hay không. Ừ. Đấy.
này đảm bảo không còn tí nào hôi nhờ. Sau chúng ta sẽ lấy mắm chúng ta bóp. Nó bóp cho chúng ta cái này nó sẽ có độ nhớt rất là nhiều. Đấy, khi nào nó ra thì nó cái mỡ này nhìn nó trắng. Hai là chúng ta sẽ bóp cái này nhanh thôi. Cái chanh nó vào trong này cái mỡ này nó rất là nhanh nhủ. Máy bóp như này thì có cái mắm nó cũng làm thơm cái lòng lên. Đấy. Như thế này thì nó mới đảm bảo xin được. Mọi người ăn miếng dồi thì nó mới ngon được. Cứ thế này nhiều khi mà cái lòng này nó hay có cái mùi đặc trưng. Nên chúng ta phải làm nhưng mà chúng ta phải giữ lại cái vị của nó. Chúng ta không thể hết sạch 100% được. Ít nhất là nó, nhưng mà nó vẫn phải có một chút gì đấy, nó vẫn giữ được cái chỗ của lòng đúng không anh? Chính vì như thế chúng ta mới phải bóp muối chanh này, nó vẫn giữ được cái hương vị của nó. Đấy, đây, cái khẩu đuôi lúc nãy chúng ta bóp giống như thế, là chúng ta nhấc sang đây. Để chúng ta rửa sạch hết những cái mà cái mà ở trong này nó ra, bây giờ chúng ta sẽ lột nó lại. Chúng ta đem đi trần, lúc bây giờ chúng ta mới đem đi làm rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ ngửi thấy cái lòng nó sẽ không có cái độ hôi nữa. Chúng ta rửa như này là nó rất là sạch. Mỡ nhất là phải nhìn nó phải trắng này, chứ không có cái lẩn cẩn đen, nhiều khi là hay dính lại những cái họ làm có cát hay là bẩn. Bây giờ thì nó xong rồi, chúng ta sẽ lột nó lại. Đấy, chúng ta sẽ phải kiểm tra xem nó có tật hay không. Đấy, chỗ nào còn tật là chúng ta phải cắt nó đi. Yeah. À, bây giờ thì chúng ta sẽ lột nó lại. Tức là khi cái lòng già đấy là mình cũng phải sử dụng chanh, muối, mắm để mình bóp đấy nhỉ? Đúng rồi. Mình bóp nó ra để cả bên trong bên ngoài là thứ nhất là nó phải sạch, đấy, trắng, bớt đi mùi hôi. Đấy. Trong quá trình mà chúng ta bóp xong chúng ta phải nhặt, ví dụ thấy có tật là chúng ta phải bỏ nó đi luôn. Đấy. Sau khi mà chúng ta sơ chế chúng ta lột ngược lại nó ra như này. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước ở trên kia rồi. Tí nữa chúng ta sẽ dùng để chúng ta trần nó để xử đi những cái mùi hôi còn lại. Để chúng ta sẽ cho co lại để chúng ta sẽ đi làm rồi. Sau khi chúng ta lột đi lột lại, chúng ta bóp hai lần rồi thì chúng ta đã trắng như này. Đấy. Thành phần nó sạch sẽ luôn. Trắng như này luôn. Cái khấu đuôi cũng vậy, giờ chúng ta cũng cắt hết rồi. Chúng ta không thấy nó có tật nữa thì chúng ta sẽ lột nó lại. Sau khi chúng ta trần xong thì chúng ta sẽ nhồi lá mong mật vào trong này, chúng kia chúng ta sẽ chiên. À. Hoặc là chúng ta luộc để bán đồ trần cũng được. Đấy, ví dụ như chỗ này chúng ta cầm lên này, chỗ này đấy, rất nhiều tật con này. Thì mình sẽ phải xử lý cắt bỏ. Mình sẽ phải cắt nó đi. Đấy. Chúng ta cắt xong. Bây giờ là chúng ta sẽ lột ngược nó lại. Khi mà nó không có tật nữa thì chúng ta lột nó cũng rất là nhanh. À. Nó sẽ không bị mắc ở những cái đoạn tật đấy. Này làm cái lòng già này không thể nhẹ nhàng được nhỉ? Cái này là làm cục xúc cái là bung ngay. Sờ vào cái lòng già này có khi còn nhẹ nhàng hơn cả sờ vào chị em ấy. Ôi, cái này phải mới đấy, giống như phải mới ấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ trần lòng già để chúng ta làm rồi. Cái trần lòng già này mình có phải cho thêm những cái hương liệu hay là gia vị gì không anh? Ở cái này thì chúng ta vẫn dùng xả, gừng, hành tím. Ở cái này sẽ trần cho nó săn đều lại. Chứ để như này thì không làm được. Chúng ta sẽ phải để nó co khúc rồi. Đúng rồi. Nó phải săn đều ra. Nó co lại. Thứ hai là cái nước này nó cũng sẽ khử đi một phần cái độ nhớt với cái độ hôi của cái này. Sau khi trần cái này xong thì mọi người sẽ thấy được rằng là nó sẽ trắng hơn. Cái này mình trần trong vòng bao nhiêu phút anh?
Cái này thì mình cứ trần cho nó co vào là được. Ít thì nó sẽ nhanh. Hôm nay của mình ở đây là 6 cân thì mình sẽ trần nó phải lâu hơn một chút. Vâng. Sau khi chúng ta trần xong cái này thì chúng ta sẽ vớt ra ngoài kia để chúng ta rửa một lần nữa. Thế anh trần như này liệu có kỹ quá không anh? Cái này nó trần như này, hôm nay cái lòng của mình nó to, mình phải trần như này. Đấy. Hai nữa mình trần như này, khi mà mình làm rồi ấy, nó không bị lở quá, nên miếng rồi của mình nó sẽ đều hơn. Vâng. Đấy. Đấy, các cái miếng khúc lòng nó đều nhau. Đấy. Sau khi xong như này thì ở bên trong này nó có nước này, hai là cái này nó vẫn còn có độ nhớt này. Ừ. Chúng ta sẽ phải tuốt nó đi. Bạn thấy nó sẽ trắng như này, hết nhớt luôn, sạch. Công nhận là nhà, quán nhà mình làm rất cẩn thận nhá, sạch sẽ, cẩn thận luôn. Sau khi xong cái này chúng ta sẽ để nguội một xíu. Bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị nhân để làm rồi. Cái này mình sẽ làm rồi mỡ đây, ở đây. Toàn bộ là dùng mỡ mâm xôi sau khi đã tế hết tật rồi. Đó, chúng ta ngâm với nước muối loãng để xử lý cái mùi hôi của nó. Đó. Hai nữa là chúng ta trần cho nó co lại. Tí nữa chúng ta băm cho dễ, với hai là làm rồi ăn cho nó ngon. Vâng. Tức là cái này là mình chỉ trần qua thôi đúng không? Đúng rồi. Em thấy là trần qua là anh cho cả gừng này, sả này đúng không? Đúng rồi, gừng, sả. Để chúng ta xử lý cái mùi hôi của nó thôi. À. Hai là tạo ra cái độ thơm. Có cả tí hành nữa nhỉ? Một hai củ hành tím. Chúng ta cứ đập ra thôi. Đấy, sau khi chúng ta trần thì nó trắng và nó cứng tay rồi thì chúng ta sẽ vớt ra. Cái này chắc chỉ trần tầm khoảng 5 phút thôi nhỉ anh nhỉ? Hay là... Cái này thì tùy theo nhiệt lửa, nhưng mình ở đây thì trần nó khoảng độ 3 phút là được rồi. Đấy, bếp lửa to. Vâng. Để bếp lửa nhỏ thì sẽ phải trần lâu hơn. Vâng. Đấy, cái này thì không nên trần kỹ quá. Trần kỹ quá nó chín cả rồi thì xong nó... Khi mà làm rồi nó không có cái độ lở của cái mỡ đấy. À. Nó ra hết nước. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi băm mỡ để làm rồi. Cái này thì có người người ta dùng máy người ta xay. Anh thì anh thích băm hơn, tại vì nó sẽ có những cái gì kiểu hạt lựu. Mình thái miếng lòng ra nó sẽ có hoa lòng. Đấy. Như em là em cũng thích kiểu nhân của lòng tiết là phải là nhân băm nhân thái. Thứ nhân mà xay thì ăn nó kiểu nhão cả cái khúc lòng. Đúng rồi, xay thì máy xay thì cũng không thể bằng như chúng ta đây được. Tại vì là máy xay ra thì nó còn có chỗ lát, nó có cái miếng nó thế này thế kia. Vâng. Đây như mình băm này nó đều luôn. Đấy. Cái này thực ra là không khó để đi găng tay. Ví dụ như chúng ta đi găng tay cao su mà vô tình mà cái đầu cao su mà chúng ta thái con dao nó lại vào đây, nên là chúng ta sẽ thôi đi bằng cái găng tay này, vì tí chúng ta cũng phải luộc chín nó lại nữa. Cái này là băm, anh băm sẽ băm nhuyễn hay là băm nó ở đấy? Anh sẽ băm nó dạng hạt lựu, nó nhỉnh hơn đầu đũa một xíu là được. Băm thì nó vất vả hơn một xíu, nhưng mà đại loại là cái miếng dồi chúng ta sẽ ngon. Một bát 45 đây. Nhuyễn quá không được, thưa quá không được, con dao phải sắc nhanh được. Đấy, đấy, bây giờ chúng ta đã xong rồi. Nếu có miếng nào sót thì bằng lại. Hôm nay anh làm ở đây là 4 cân mỡ để làm cho lòng già.
về buổi trưa nhà anh ở đây thì nó đông. Đây sau khi băm chặt xong con dao lại còn trần qua nước nóng này đấy nhỉ? Cái này mình sẽ phải trần qua nước nóng, sau đó mình sẽ lau khô để vào giá. Đây, đây là rau của nhà mình để làm rồi. Đấy, đây là lá xương sông này. Đây là rau ngổ này. Đấy, đây là húng chó này. Đây là mùi tàu này. Đấy, còn đây là rau răm này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi thái cái rau này trước. Cái lá xương sông này là ở Bắc Ninh là họ làm nóng tiết là họ hay sử dụng lá xương sông này lắm. Đúng rồi, ở ngoài Bắc này thì thường thường là mọi người sẽ hay dùng cái này. Vâng. Cái này thì nó có hay có cái cuống thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái đầu cuống của nó đi. Cái rau làm rồi này thì chúng ta phải thái thật nhỏ, nhỏ nhất có thể. Khi mà chúng ta nó vào thì nó mới hòa quyện đều với nhau được. Cái rau nó càng nhỏ thì khi mà mình ăn mình nó đỡ thấy nó lộn cộn trong cái miếng rồi anh nhỉ? Cái này khi mà chúng ta thái nhỏ thì nó sẽ quyện vào nhau. Nó có các loại gia vị nó quyện vào nhau, xong đó thì là chúng ta quyện với lại miếng thịt. Đấy. Cái mùi lá xương sông này nó có một cái chút mùi mà cảm giác như nếu mà người không quen thì cảm giác như mùi dầu hỏa. Đúng rồi. Cái này khi mà hòa quyện với lại tất cả các loại rau thì nó tạo ra một cái hương thơm rất là đích. Đấy, khi mà nó quyện với hành răm, ngổ, húng chó, quyện với tí mỡ nữa, ăn cảm giác rất là thơm, béo. Đấy. Nhưng mà đúng là rất ít người biết được là cái cho cái xương sông vào cái rồi lợn này đấy. Cái này chúng ta áp dụng lại với lại những cái mà từ ngày xưa các cụ đã để lại. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thái cái rau hỗn hợp này. Cái rau hỗn hợp này nó gồm những cái rau gì anh? Cái này ở trong này chúng ta có rau răm, húng chó, mùi tàu, rau ngổ. Để chúng ta cho với cái tỷ lệ mỡ thuận với nó. Cái này là anh cũng phải thái nhỏ như lúc đấy đúng không? Đúng rồi, cái này anh sẽ phải thái thật nhỏ ra. Như này sau khi mà nó quyện vào mới mỡ thì chúng ta ăn nó mới thơm mới ngon được. Vâng. Em thấy ở đây hình như anh không sử dụng hành lá ạ. Hành lá chúng ta sẽ thái sau, tại vì là cái rau này chúng ta cầm đã đủ một tay rồi. Thì tất cả những cái này xong thì chúng ta sẽ thái hành lá vào sau. Vâng. Cho vào đây. Để tí chúng ta trộn đều lên. Đây là hành lá sau khi chúng ta nhặt xong rồi, sơ chế xong rồi. Giờ chúng ta sẽ thái vào đây. Chúng ta sẽ cắt cái đầu hành này ra để cho khách ăn sống, ăn hành trần hoặc là trần. Khách ăn sống. Còn bây giờ chúng ta sẽ thái nhỏ giống như cái rau khác. Đây nó phải có định lượng, nhưng mình làm quen rồi thì mình áng áng tay là được rồi. Vâng. Nhiều rau quá thì nó lại chát lòng đúng không? Đúng rồi. Nhiều mỡ quá thì lại béo ngậy. Thái rau này thì mình cũng phải có cái định lượng chứ anh nhỉ? Đúng rồi. Cái này nó mình làm quen rồi thì mình sẽ áng áng theo cái tay mình cầm. Vâng. Còn các bạn không quen thì các bạn có thể phải cân theo cái định lượng mỡ. Sau khi mà rau ấy thái hết các hỗn hợp với nhau, chúng ta trộn đều lên. Và nồi nước này thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trần cái nồi nước này lên. Chúng ta trần anh nhanh thôi. Tức là rau để làm lòng tiết là mình trần lên hả anh? Anh trần lên như này ấy thì cho nó dễ làm. Thứ hai nữa là những cái rau mùa này nó có nhiều loại rau nó hơi chát. Mình sẽ trần bớt nó đi. Cái này là mình chỉ trần qua thôi chứ nhỉ? Đúng rồi, mình trần qua này thôi. Đấy, cái rau già nó vẫn xanh, nó giòn như này. Đây là chúng ta cho mì chính này. À, rồi.
cho hạt tiêu này. Và cái rau lúc nãy chúng ta trần. Chúng ta sẽ cho rau vào đây. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Cái hay của anh ở đây là rau anh trần lên. Cái rau này á mà nếu mà chúng ta để thì nó sẽ lỗi, trong khi mà vào rồi nó sẽ không đều. Tại vì hôm nay chúng ta sẽ làm rồi theo hình thức đó là các cụ ngày xưa chúng ta sẽ rồi đổ, chứ chúng ta không đánh đông rồi mà nhồi. Chúng ta sẽ như thế thì cái tiết nó sẽ mịn màng hơn, đều hơn. Vâng. Đấy. Tức là anh sẽ đánh tiết lỏng, sau đó thì anh đổ thẳng vào. Đổ thẳng vào trong rồi luôn. Đấy, xong rồi chúng ta thái tiết. Vâng. Nhưng mà nếu mà để làm được như thế thì cái tỷ lệ nước anh cho vào tiết là cũng phải rất là chuẩn đấy, đúng không? Đúng rồi, mình sẽ phải ke trước. Đấy, khi chúng ta trộn đều xong thì chúng ta sẽ để ở đây. Cho tất cả các nguyên liệu này thấm gia vị với nhau một xíu. Đây, chúng ta sẽ làm cái rồi tiết cháy trước nhá. Chúng ta sẽ chọn những cái đoạn nào mà nó dày mà nó sẽ không bị thủng để chúng ta làm. Đấy. Đây các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái quy trình làm theo món lòng rồi tiết ngon của quán Lòng Heo Phố. Của quán Lòng Heo Phố. Địa chỉ là 110 đường Láng Hạ các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ chọn những cái đoạn, ví dụ những cái đoạn này khi chúng ta làm rồi nó to thì chúng ta sẽ để chúng ta làm rồi tiết. Đấy. Trong quá trình chuẩn bị làm thì chúng ta cứ chọn trước, chọn ra những cái đoạn nào để chúng ta muốn làm. Cái này lúc mà chúng ta lột ấy là chúng ta đã biết là cái đoạn nào nó bị thủng rồi, nó mỏng mỏng như này, nó rất là dễ bị thủng. Đấy. Hay là cái đoạn mà to như này mà chúng ta làm rồi tiết là lúc chúng ta thái là miếng rồi nó rất là to. Nên là chúng ta phải lựa chọn là những cái mà nó vừa vừa thôi để chúng ta làm. Chúng ta sẽ để tiếp những cái này ra đây trước. Các bạn sẽ buộc ở đầu này trước. Buộc ở đầu này để khi mà chúng ta đổ chúng ta sẽ không bị tiết nó phòi ra. Đó. Chúng ta chuẩn bị sẵn này, một cái chai như này. Ở nhiều chỗ mình thấy là người ta dùng phễu, nhưng ở đây anh lại thấy anh dùng cái cổ chai Coca này anh cắt ra nhỉ. Đó, cái này thì thấy cái nào nó phù hợp thì mọi người làm thôi. Còn cái nước này thì mình đã pha một chút mì chính và hai đây là nước nóng. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái ca này. Chúng ta múc tiết. Cái tiết này thì tôi đã thử ra cái độ mặn và cái độ của nó rồi. Vâng. Tôi sẽ biết định lượng của nó, thì hôm nay tiết nhà tôi nó vừa. Tôi sẽ đánh 1 lít tiết với 1 lít nước. Tức là 1 lít tiết cộng với 1 lít nước. Đúng rồi. Tỷ lệ 1:1 à? Tỷ lệ là 1:1. Đấy. 1 lít. Sau đó thì chúng ta sẽ chắt vào đây là 1 lít nước. Có thể là tiết của một số nơi hoặc là một số bạn ấy, nó sẽ khác, có thể là nó sẽ mặn hơn. Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh khác với cái đấy. Đó. Sau khi mà xong ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái đũa. Chúng ta khoắng để cho cái nước với tiết này nó đều với nhau. Bởi vì là nước nóng thì khi nào nước nó nguội thì bắt đầu nó mới đông. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào đây. Đổ vào đây thì chúng ta phải đổ đều tay. Nếu không thì là sẽ bị có cái chỗ mà nó sẽ toàn hơi. Đấy. Thì thường thường là cái đoạn cuối này nó sẽ có hơi. Thì chúng ta sẽ lân theo kiểu chiều tay như này. Đấy, trong này nó có bóng bóng này. Chúng ta lân xong thì lên đây nó sẽ không lên. Lân để cho cái hơi nó lân bay ra ngược lại lên trên, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ. Đổ thì ở dưới này nó sẽ căng trước. Để chúng ta sẽ nựa. Chúng ta nhấc lên để cho nó căng hẳn lên. Để cho không khí nó trào ngược lên trên. Đúng rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ
lấy cái bớt cái thừa trong này ra. Đấy là cái lòng tiết chay này cũng mất thời gian lắm nhỉ. Nó thì nhàn hơn là cái tiết kia, nhưng mà nếu mà chúng ta để lỏng sau tí nữa chúng ta thái chúng nó sẽ không, nó không mướt. Vâng. Đấy, chúng ta sẽ phải để lăn tiếp. Lăn để dồn nó căng lại. Đúng rồi. Ví dụ như chỗ này là đang có nước này. Đấy, chúng ta lại phải lăn để cho nó nổi lên. Đấy. Bắt đầu chúng ta buộc lại. Nếu mà chúng ta mà không buộc căng ấy thì khi mà chúng ta thái thì cái nòng này nó sẽ bị sụp một nửa. À. Vì ở trong nó có nước. Vâng. Đấy. Anh cũng chia khúc là để tránh tình trạng mà chẳng may bị buộc đúng không? Đúng không? Cái này thì nó ngắn ngắn này, ví dụ như chỗ này nó đang không căng thì mình chia như này thì nó sẽ căng. Khi xong cái đấy thì mình lại chuyển sang bên này. Để chờ nước nó nguội thì chúng ta sẽ nó sẽ đông. Vâng. Đấy. Tức là anh để cho nó đông tự nhiên như thế. Đúng rồi. À. Xong bắt đầu chúng ta sẽ đem đi luộc sau. Vâng. Cái này luộc cũng là cả một vấn đề, nhưng mà nó quen thì nó cũng đỡ. Đó. Cái này mà chúng ta không làm nhanh ấy, là khi mà chúng ta đánh ra cái kia mà không phải là nước nóng mà là nước lạnh thì nó đã đông rồi. Vâng. Nhưng ở đây thì nó là nước nóng thì nó phải nguội một xíu nó mới đông. Tức là đây là anh đánh tiếp canh bằng, à tức là đây anh đánh rồi tiếp bằng nước nóng đúng không? Đúng rồi, nước đun sôi luôn. Khi mà chúng ta nhồi như này, tưởng là nó đầy, nó căng chứ không căng, chúng ta mới phải dồi nó lại. Đấy. Cho nó căng lại. Nếu mà không căng ấy, thì tí nữa chúng ta thái cái này nó rất là ọp ẹp. Vâng. Đấy. Chúng ta chuyển sang đây. Chúng ta là phải làm cái này phải thật nhanh, không nhanh là nó đông. Thứ hai nữa là cái nước ở bên dưới này của chúng ta ấy, nó bị nhiễm tiết rồi. Vâng. Nếu mà chúng ta không làm nhanh là tí nữa là nó sẽ bị thâm lòng. Này, có trường hợp lần nào mình đã bị đông trước khi đổ vào chưa? Nhiều chứ, có những hôm tiết nó thời tiết nó lạnh, với hôm tiết nó ngon, chúng ta không kịp đổ vào luôn. Vâng. Thực ra là tiếp đông thì mình vẫn làm được, nhưng mà nó... Ăn nó sẽ không ngon, nó không mướt nữa. Vâng. Thế thôi. Đấy, ví dụ như đến đây là chúng ta đã sờ bắt đầu thấy nó cứng rồi. Tức là nó có biểu hiện của sự là nó đông ở trong rồi. Đấy. Đấy. Còn một ít này chúng ta sẽ làm nốt. Cái tiết này là mình cũng phải lựa chọn ở cái con lợn ngon chứ anh nhỉ? Có phải là tiết con lợn nào mình cũng lấy đâu? Đúng rồi, cái này tiết nhà mình sẽ phải đật để người ta làm cho mình cái tiết sạch. Vâng. Đây, bây giờ nó đã đông rồi. Cầm chắc như này là đã đông rồi này. Vâng. Sau khi chúng ta rồi bằng nước nóng ấy, chúng ta sẽ rửa sạch nó ở đây và chờ cho nó đông. Sau khi nó đông xong ấy thì chúng ta sẽ đem đi nó luộc. Đấy. Tức là anh ngâm ở đây để cho tiết nó đông lại rồi mới luộc ạ? Đúng rồi, để cho nó đông lại. À. Hai nữa là để cho những cái nòng của những cái này này nó trắng này. Đấy. Nó đang trắng này. Sau khi nó đông xong, ví dụ giống như chúng ta nhìn là ca này, nó chưa đông thì tức là nó chưa đông, nước nó chưa nguội. Đấy, như ở trong này ấy, đấy, như giống như ta nhìn này, đấy, này là chưa đông. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngâm nó ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ đi làm tiếp cái rồi mỡ. Đấy, khi mà ông làm xong thì nó phải trắng như này. Trắng như này thì chúng ta luộc nó mới trắng được.
Vâng. Còn những cái chỗ dạn như thế này thì là nó sẽ sau này nó sẽ bị thâm. Nhá, ngâm này cho đến khoảng độ 5 phút là nó đông ra mà. Cái này tiết nó nguội là nó đông. Vâng. Đó, bây giờ nước thì của chúng ta sôi rồi. Chúng ta sẽ cho cái dồi tiết chay của chúng ta vào để chúng ta luộc. Cái dồi chay này này, chúng ta phải luộc riêng ra. Vì cái nhiệt lửa của nó khác hoàn toàn luôn. Vâng. Đấy. Cái này phải luộc làm hai nồi khác nhau. Đúng rồi. Lửa thì để chúng ta để lưu diêu thôi. Vâng. Đấy, chúng ta đảo đi ở trên cho xuống dưới, nhưng mà đây thì hôm nay chúng ta cho nhiều nước. Đấy, nó đã đều hết rồi. Thì bây giờ chúng ta cứ để đây để lưu diêu. Trong lúc chúng ta chờ cái này nó chín, chúng ta lại đi làm dồi tiết tiếp. Vâng. Tức là anh ơi, em hỏi nhé, cái này thì anh có cần phải châm trước gì không? Hay là à không. Cái này thì chúng ta không phải châm gì cả. Chúng ta cứ để cho nó lưu diêu lửa như thế là được. Sau đó thì chúng ta chín, xong rồi chúng ta sẽ ủ để cho cái độ tiết nó mịn. Đấy, nó mướt chứ nó không bị xốp. Tức là anh để lửa nhỏ như thế này cho tới lúc được. Đúng rồi, nó sẽ tùy theo, ví dụ như hôm nay chúng ta sẽ luộc nó rơi tầm khoảng 10 đến 15 phút. Đấy. À, đấy, cái này nó luộc như này nhưng mà sau ra nó sẽ bận trắng. Đấy, bận trắng cái này luôn. Cái này là mình chỉ luộc trong vòng khoảng bao lâu anh? Cái này mình sẽ luộc trong vòng khoảng 10 phút, xong đó thì mình sẽ ngâm. Vâng. Bây giờ cái dồi tiết của chúng ta đã chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra. Để cho nó sau khoảng 15 phút đấy nhỉ anh nhỉ. 15 này, phút ngâm. Đúng rồi. Chúng ta vớt cái này thì nó chín rồi, nó rất là dễ đấy. Chúng ta vẫn phải cho nước mát này. Chúng ta sẽ rửa nó đi. Thì trong quá trình lúc chúng ta luộc cái này này, nó sẽ có những cái tiết hoặc là những cái nước ấy, nó bám ở ngoài. Vâng. Đấy, mình sẽ phải rửa đi để cho nó sạch. Tiết nó hơi nhiều nên là rửa rất nhiều mùi thơm của lòng tiết. Này, trong quá trình mình vớt là mình cũng phải để ý chứ không sợ nó bị rách ấy nhỉ. Nó sẽ bị, ví dụ như là mình mà không lấy đúng cái đoạn của nó sẽ bị gãy. Gãy cái bụng. Giờ nó đang nóng như này mà bây giờ nó bị đứt ra cái là nó phòi ra hết luôn. Vâng. Đấy. Chúng ta luộc xong nó sẽ trắng như này. Chúng ta rửa sạch cho nó hết nhớt đi. Đó, chúng ta sẽ cho sang một cái khay. Đấy, chúng ta sẽ cho sang khay như này. Cái này trước khi mình thái thì mình sẽ trần qua, sau đó thì là chúng ta sẽ đem ra phục vụ khách hàng. Vâng. Còn bây giờ chúng ta đã rửa, chúng ta sẽ để ở đây cho nó nguội, cho nó đông lại tí, chúng ta sẽ thái thử cái này luôn. Em xin thử miếng anh nhá. Thưởng thức đi em. Đây, thưởng thức tí. Đây các bạn nhìn thấy này, miếng lòng này này, hiện tại là chỉ có tiết không thôi. Nhìn rất là ngon. Bây giờ mình ăn thử nhá, mời các bạn. Cái tiết ở đây ấy là nó rất là vừa vặn, nó không mặn quá, rất là ngon. Mà đặc biệt là nó có cái tiết riêng, nên là khi mà mình ăn cái độ mềm của cái dồi nó rất là ngon. Đây các bạn như thế nhìn thấy cái tiết đây này, nhìn nó rất là mịn. Đấy, mình vừa phải ăn vụng miếng, rất là ngon luôn. Thì ở đây anh Tuấn đầu bếp là anh cũng làm rất nhiều năm trong nghề đầu bếp rồi, nên là khi mà anh làm cái món lòng lợn thiết canh như này thì phải nói là rất là đảm bảo, rất uy tín luôn. Đó, quý cô bác, quý anh chị và các bạn khi ăn lòng lợn thiết canh thì có thể là ra 110 láng hạ. Quán lòng heo phố nhá, đây các bạn có thể thấy đây những món chế biến để phục vụ khách hàng bây giờ đấy ạ. Thiếu một khát giám đấy. Thế có khó chả? Thì khó quá. Ăn thử 5 bát nhỉ? Kilo 4 bát. Số 5 đấy. 5. Tổng là 6 ạ. Đây là 4 lần đúng chị? Đây là 4 lần. Bát này bao tiền chị? 35 nghìn. Tức là ở đây chị bán tổng giá 35 nghìn. Đúng rồi, tổng giá 35 nghìn.
Bây giờ chúng ta sẽ làm đến gọi là dối nhân hay người ta gọi là dối mỡ. Cái cách của mình ấy là sẽ đánh theo kiểu tỷ lệ là trộn nước với tiết bằng nhau, sau đó mình sẽ đổ vào trong này. Đấy. Tức là mình vẫn sử dụng tỷ lệ 1:1 hả? Cái này thì sẽ hao đi một chút vì là ở trong cái mỡ này này chúng ta đã bóp đầy đủ gia vị rồi. Và hai nữa cái này nó cũng sẽ giống như kiểu nó có ít nước ở trong thì chúng ta sẽ giảm tỷ lệ nước đi xuống một xíu. Dạ. Đấy. Tức là thay vì là 1:1 nhưng mà mình sẽ giảm nước đi so với tiết đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nhân vào đây. Cái này là nhân nhiều thì ít là do mình thôi. Đúng rồi. À, ở đây thì người ta ăn ít mỡ. Hôm nay mình sẽ đánh vào những như bình thường ở đây. Người ta ăn ít mỡ, ít rau thì mình sẽ đánh là nhiều tiết. Đấy, cái này mình sẽ khoáng lên. Khoáng đều lên. Đều hay không là do cái lúc này. Đấy. Sau khi mà chúng ta khoáng thì nó vẫn đang đều, chúng ta sẽ đổ vào. Phải nhanh tay luôn. Đúng rồi. Không để nó đông cả. Cái này nếu mà không nhanh tay là nó sẽ đông luôn ở trong quá trình mà chúng ta chưa kịp nhồi này luôn. À. Đấy. Đây là gọi là đánh tiết chuẩn. Đấy. Đấy. Bây giờ là nó bắt đầu nó đông rồi. Nhồi tiết như này thì nó nhanh hơn là đánh tiết đông đúng không anh? Nhồi như này thì nó sẽ mịn hơn. Đấy. Đây chúng ta sẽ dồn nó căng vào. Sau khi nó căng xong như này, chúng ta nó giống như là đánh tiết kia thôi, vâng. Nhưng mà phải nhanh hơn. Cái này nó có nhân, nó nhanh đông hơn. Đúng rồi. Vì nó có mỡ nên là chúng ta sẽ phải nhồi nhanh hơn. Đó. Sau khi mà chúng ta xong thì là chúng ta lại rửa nó đi, cho sang bên này. Lại đến đoạn khác. Mà có miếng dồi ngon là bắt đầu từ đây này. Đó. Cái công đoạn này là quyết định được là dồi nó có ngon hay không ngon này. À. Có mịn hay không mịn này. Vâng. Đấy. Em thấy là hình như là cái tiết này nó đang đông rồi đấy đúng không? Cái này là cái tiết mà lúc nãy chúng ta đánh để nhồi ấy. Vâng. Đông. Nhưng mà mình sẽ nhồi vào những cái đoạn ngắn như thế này. Đấy. Cái tiết này khi ra cái nhanh đông thật đấy nhỉ? Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta đổ như thế kia. Vâng. Ví dụ chúng ta đổ tiết chay thì nó là nước lắm, chỉ có tiết không thôi. Vâng. Còn cái này còn có mỡ, có rau. Bây giờ chúng ta sẽ luộc cái dồi mỡ mà lúc ấy chúng ta vừa làm xong. Cái dồi mỡ này thì mình lại phải luộc theo cách khác đúng không? Đúng rồi. Cái này luộc nó sẽ phải sủi to hơn, nước to hơn. Thường thường cái dồi mỡ này thì mình sẽ luộc trong vòng khoảng bao nhiêu phút anh? Cái này hôm nay số lượng nhiều này chúng ta sẽ phải luộc phải 20 phút mới chín được. Vâng. Xong nó trắng như này thì chúng ta luộc đến nó sẽ trắng. Vâng. Mà anh thả vào là cũng phải thả theo chiều nó đúng không? Đúng rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ vớt cái dùng này ra. Chúng ta sẽ vớt ra. Cái này mình có cần thiết phải thăm để xem là biết nó chín không anh? À, cái này thì lúc nãy mình đây là dầu đổ. Vâng. Thì mình không cần phải thăm. Bây giờ mình sẽ bỏ sang đây để khi mà trong quá trình mình luộc ấy. Vâng. Nó sẽ có những cái như là mỡ rồi những cái nó tiết ấy, nó bám ở ngoài này. Vâng. Chúng ta sẽ rửa sạch cái đi. Chúng ta sẽ rửa sạch cái này để cho cái dồi nó trắng. Rửa cho nó sạch. Đây, anh em, đây là lồ cháo nha anh. Đồ cháo này thì được nấu bằng 5 loại gạo khác nhau. Đấy, 3 loại hạt nữa. Ồ, sử dụng hẳn 5 loại gạo anh. Ừ, đúng rồi. Gạo gì anh? Đây nó có 3 loại gạo tẻ. Đấy, một loại gạo lếp, một loại gạo nó giống giống như gạo lếp nhưng mà nó để tạo ra độ sánh ngọt. Còn đậu xanh, hạt sen. Có cả đậu xanh và hạt sen trong này. Đúng rồi. Nhưng mà đây em nhìn này hình như là chưa thấy có hạt sen đúng không? Cái này là anh đã xay nó vỡ ra rồi. Giờ nó sẽ quện cùng với cháo này. Ở đây thì sẽ nấu bằng 100% nước xương. Sau khi mà chúng ta nấu nó thành phẩm rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho tiết vào đây. Vâng. Nhưng mà cho tiết vào đây thì nó chỉ lấy cái màu như thế này thôi. Và có những cái để cho nó tiết nó lăn tăn như thế này. Vâng. Anh em hỏi nhân là cháo anh nấu đặc như này, kẹo anh có chế không hay là nó anh nấu như này? Cái này thì là buổi đầu ấy thì chúng ta sẽ như thế này. Mà chúng ta cứ đặc lên đâu thì chúng ta chế dần lên đấy. À, ở đây thì khách lại ăn theo kiểu gọi là đặc một xíu. Thực ra là ăn sáng thì ăn như này thì đủ no để đi làm đúng không anh? Cái này có người mà muốn ăn loãng thì chúng ta sẽ đổi đi. Vâng. Đấy. Nếu mà muốn ăn loãng thì mình lại chế nước đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chế thêm một nước linh xương ở bên ngoài. Vâng. Đấy, nhà anh ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng đến trưa hết cái nồi này. Vâng. Chiều nấu nồi mới. Tức đấy. Là một ngày anh sẽ nấu thành hai nồi. Hai nồi này. Đấy, cái này là một nồi là 50 lít này. Đấy, bây giờ đến trưa là nó sẽ hết cái nồi này. Vâng. Xong là nấu cho đến chiều. Bây giờ có nồi điện này cũng tiện, anh nhỉ, nấu cái này nó không bị khê. Cái này phải điều chỉnh đấy, không là nó bị bén nồi. Vâng. Rất nhiều người không biết nấu nó bén nồi, nhưng còn cái này thì nó linh nó tốt là vì là nó khác với cái nồi gang này, nó chúng ta sẽ nhừ cháo. Đấy, trong mình còn hạt gạo nhưng mà nó rất là giòn. Nó sẽ tan ở trong miệng luôn. Nhìn cháo rất sánh luôn các bạn. Cái này là mình cũng phải cho cái lượng tiết vừa đủ thôi đúng không anh? Đúng rồi, mình phải căn cho nó đủ. Vâng. Mình phải cho tiết sống chứ không cần phải là bóp hay là cái gì cả. Vâng. Cho tiết sống vào đây xong để nó sẽ ra như này. À. Tức là chỉ đánh lên nhẹ nhẹ là nó cũng đã tan ra như này rồi đúng không? Đúng rồi, cho vào xong thì chúng ta sẽ ke thời gian của nó để nó ra được như này. Ừ. Thế còn ai muốn ăn tiết nhiều hơn thì chúng ta sẽ đánh cho thêm tiết luộc. Cái gạo này mình nấu là xong bắt đầu là mình tiến hành là mình xay cái gạo đấy ra hay là không, mình dã? Cái này không xay, không dã gì cả. Chúng ta nấu xong để nó như này luôn. À thế à? Nó được như này luôn. Tức là mình nấu với nhiệt độ xong là nó tự nát ra như thế luôn. Nó sẽ tự như này. Dạng như là cháo hoa đấy anh nhỉ? Tại vì em thấy là có nhiều chỗ ấy là sau khi gạo nấu xong bắt đầu là nấu thành cháo xong bắt đầu là họ xay. Đây thì mình không xay. Mình sẽ nấu để ke nhiệt độ xong rồi nó sẽ tan ra như thế này. Mà hay là cách mình nấu gạo và cái gạo mình nấu thì nó sẽ tạo ra cái độ sánh mịn. Vâng. Và cái cháo này thì cái nguyên lý của nó là khi ngoài sánh mịn ra thì chúng ta ăn nó phải thơm, ngọt. Đó. Còn cái đây thì chúng ta sẽ nấu bằng 100% nước xương chứ chúng ta không có cho nước luộc lòng. Thế cái này cũng còn phải tùy thuộc vào cái văn hóa của vùng miền, của khu vực. Đúng không? Con nơi thì thích ăn nấu với nước lòng, con nơi thì lại không thích. Nhưng mình thì quan điểm là mình còn cả lẩu cháo chim câu nữa. Ừ. Nên là mình sẽ nấu như này thôi. Đấy, mình thấy cái hơi cháo bốc lên thơm phức luôn. Đây là lòng này cho vào cháo đâu. Đúng rồi, này anh em cho vào cháo.
Bình thường em thấy lòng cho vào cháo người ta thái nó ngắn hơn, nhưng đây anh lại thái dài như là miếng lòng trần ăn bình thường này. Ăn liệu có dai không anh? Cái này không ra, mình ở đây thì thái bé quá thì các anh chị ăn thì lại bảo là tốn mồn, mình cứ phải cho nó to tát. Đây, nhà mình ở đây thì có bún cháo, mì tôm lòng, bún đậu lòng. Thái miếng rất to luôn. Mình ăn, khách hàng ăn thôi mà. Cứ phải cho miếng đầy đặn to tát ra. Nhiều quán em thấy là ví dụ như miếng dạ dày này người ta sẽ thái thành hai hoặc phải ba miếng luôn. Đây anh để miếng to như là cái miếng mà mình ăn lòng trần luôn. Ở đây mình không có thái bé. Khách ăn lòng trần thế nào thì mình cũng để như thế. Đây có cả lái mách các bạn. Đây, thịt dại. Tức là cháo lòng là anh sẽ cho đầy đủ tất cả. Đúng rồi. Sẽ có gan, dải, lá lách, dạ dày, cuống họng, lòng non, rồi. Đầy đủ hết. Đầy đủ luôn. Đây, chúng ta cứ thái hết ra đây xong đó thì chúng ta sẽ trần. Thường thì người ta hay cho vào tiết canh đúng không anh? Này đánh tiết canh, nóng chân. Còn ở đây thì nhà anh ăn cháo thì cũng có cái này luôn. Đã. Bây giờ chúng ta sẽ chia vào từng suất một. Đây anh trần riêng của cái một. Cái nồi trần của anh đây là cái nồi mà nước củ quả lúc đấy đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, vị ngọt từ củ quả các bạn. Bát cháo lòng bình thường nhà anh ở đây đang bán 35.000, đầy đủ giống như là mọi người nhìn thấy. Đây là anh sẽ cho rất là nhiều lòng này các bạn. Hành, tía tô, có cả rau răm đúng không? Đúng rồi, hành, rau răm, tía tô. Đấy là ăn cháo đấy. Đấy, để ăn cháo thì nó sẽ như này. Đấy. Nồi cháo thì sáng bây giờ đến giờ bắt đầu là nó nhuyễn ra rồi. Ngon anh ạ, ngon mà nhiều nhân lắm nhé. Giá thì rất là bình dân. Vâng. Chúc hai chị ăn ngon miệng nhá. Vâng. Vâng.